Chào các bác nhá. Trong clip này, shop Tân Ánh nhá, shop Tân Ánh, năm số điện thoại đây các bác này. Chuyên cung cấp ong giống, vật tư ngành ong, nói chung là những cái gì liên quan đến con ong nội nhá các bác nhá. Giới thiệu chi tiết với các bác về cái mẫu thùng quay mật 6 cầu. Thùng quay mật 6 cầu, hàng cao cấp nhất hiện nay. Cao cấp nhất đó là vỏ ngoài bằng inox xịn, inox không nhiễm nhá. Inox xịn này, inox không nhiễm nhá. 100% không hít này. Và cái lồng trong cũng toàn bộ bằng inox hết nhá các bác này. Những cái lan lồng này là bằng inox hết này. Đấy. Chỉ có là cái trục này, trục đứng quay này, thanh gánh ngang, hệ thống bánh răng, hệ thống tay quay này. Đấy. Thì là nó bằng sắt nhá. Còn lại là tất cả bằng inox hết các bác nhá. Đấy. Và thứ hai nữa là cái thùng 6 cầu này các bác này đã thiết kế sẵn cho các bác cái hệ thống chân đỡ bằng sắt rất là cứng cáp, 3 chân. Và bên này thiết kế sẵn cho các bác cái lỗ để tháo mật nhá, lỗ tháo mật hứng mật này. Và phía trong này, cái đáy của này ấy, thì sẽ là hình trong nón này, thì mật để nó trôi xuống rìa và nó chảy ra ngoài. Đối với cái mẫu thùng này ấy, thì là cực kỳ là ưu điểm ở cái chỗ là quay được 6 cầu này, cái khung lồng này bằng inox không han không gì, và cái chóp nón này, đáy chóp nón này ấy, là giúp mật rút ra ngoài luôn, khi các bác quay rút ra ngoài luôn. Thì trong này nó chỉ còn một chút xíu ở rìa thôi, nó không có bị động mật, thì các bác thao tác rất là dễ, không phải nhấc thùng lên đổ. Và trong này nó không có mật ấy, thì khi các bác quay mà nó còn sót ong ấy, nó văng ra ngoài ấy, thì nó sẽ bám vào cái chỗ chóp này, nó sẽ không bị chết đuối nhá, nó không bị chết đuối ong. Đấy, cái này là cực kỳ luôn, rất là văn minh, hàng đẹp nhất luôn nhá. Nó thì nó sẽ đắt hơn mấy cái hàng mà lồng trong bằng kẽm ấy, thì nó sẽ rẻ hơn hàng này rồi, tiền nào của đấy thôi, hàng này hàng sẽ đắt tiền hơn, nhưng mà đắt các bác nhá, lưu ý đắt thì nó lại sắt ra miếng, nó cực kỳ luôn nhá. Đấy, chân đã thiết kế sẵn cho các bác này rồi. Đấy. Giá của nó thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp cho nó có giá cụ thể hơn, nhưng mà nó là nằm ở cái giá là hơn 2 triệu. Và cái đế hệ thống chân này làm rất là hay các bác nhá. Bên mấy bác thợ hàn là thiết kế rất là tốt, là giúp cho các bác có thể tháo ra cơ động. Cái phần này này nó sẽ dính vào thùng, là giúp bảo vệ thùng của mình luôn, bảo vệ thùng của mình luôn, chống méo nhá. Thế còn các bác muốn lấy chân ra, các bác chỉ việc lấy búa gõ là nó ra. Đây tôi làm thử các bác xem này. Đây nào. Đây. Tôi đưa lên đây để cho nó chống xước nhá. Các bác chân này là toàn là hệ thống cắm hay không đấy, chỉ lấy búa dồn mà thôi. Đây, các bác có thể lấy búa rút nó ra. Rút nó ra nhá. Khi các bác rút được 3 cái lần người ta rồi. Còn 3 cái này nữa, các bác rút ra tiếp nhá, rút ra tiếp. Thì nó đảm bảo cái tính cơ động cho các bác rất là tốt. Đấy. Rất là cơ động, rất là gọn gàng. Khi mình di chuyển, mình thích di chuyển này thôi. Và cái này nó sẽ dính sẵn ở đây để nó bảo vệ cho cái thùng của mình nhé. Đấy các bác nhé. Thế đây là cái mẫu thùng 6 cầu, hàng xịn nhất hiện nay mà shop đang cung cấp. Mọi nhu cầu các bác vui lòng liên hệ shop Tân Ánh nhé. Tân Ánh Ngọc Ánh. Đấy, Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Các bác lưu ý kỹ nhá, để tránh nhầm lẫn, có nhiều đơn vị bán. Đấy, các bác nhá. Thùng quay xịn nhất loại 6 cầu mà shop này cung cấp nhá. Trong inox, ngoài inox, inox không nhiễm. Hệ thống quay là 3 vòng bi êm ái nhá. Rồi xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhá. Xin chào.